Kính chào quý cô chú anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc đã tiếp tục quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên nha. Đến với kênh ngày hôm nay thì chúng em cũng tiếp tục giao lưu với mình những mặt hàng đa dạng phong phú của miền Tây cũng như là miền núi nha, bao gồm có bằng lăng và một lô mai chiếu thủy nha. Đây, để tiếp tục đi vào clip thì anh Lợi sẽ giới thiệu cho mình nha bà con. Rồi, mến chào anh Lợi ơi. Rồi, mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc nha. Đã quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên của em này ngày hôm nay thì tiếp tục làm clip thứ 160 nha bà con. Thì giao lưu bà con cũng có một số mặt hàng mới về nha, gồm có là mai chiếu thủy là Thái nha bà con, và mình quế Thái luôn, siêu bông nha bà con, hàng là hàng siêu bông, và một số gốc bằng lăng gừng mới về nữa nha. Để giao lưu thì qua số điện thoại của em là 0772877278 nha. Thì hôm nay cũng là ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, em cũng xin mến chúc bà con trên mọi miền Tổ quốc một ngày thật là nghỉ lễ, một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Rồi, đầu tiên hôm nay em xin giới thiệu là mã số 1T của clip 160. Đây là một cây nguyệt quế lá nhỏ nha bà con, nguyệt quế Thái nha. Bông của nó là bông chùm, loại này thì đang cho lên hoa rất là ngộ luôn, chùm rất là nhiều nha bà con. Đây bà con xem kỹ giùm em, những cái đọt nó đều một chùm bông hết trơn luôn. Đây, cây này là cây ghim nha, không hề ghép luôn nha. Mấy loại kia thường người ta lấy hàng giống để người ta ghép, nhưng mà hàng cây này là cây ghim từ gốc, từ lúc nhỏ luôn. Bông ở đây siêu bông nha bà con. Đây bông đây, con xem kỹ đây, rất là gọn, rất là nhiều luôn. Đây đem ra chiều cao, cái này thì tai chi là đã sửa tứ diện rồi nha. Bông thì rất là thơm, bà con mình hắn có một cặp này, bà con mình chốt về một cặp thì để cửa nhà rất là đẹp nha. Chiều cao là 115, tán rộng là 78 nha. Đây hội này em bao bông cho bà con mình luôn, bông đang lên rất là gọn nha. Đây rất đẹp nha bà con. Quanh này của nó em đo là 11 thôi. Cây thì một cốt từng chậu bảo đảm cho bà con mình luôn nha. Bông giờ nụ đây. Đây đang lên 100% luôn nha. Cây này giao lưu bà con giá chỉ có 900 ngàn đồng thôi nha. Bao cũng ship toàn quốc luôn nha. Đây một cây nguyệt quế Thái nguyên. Rồi đến với mã số 2 của một cây nguyệt quế Thái nữa nha, siêu bông. Hàng này là đã xử lý cho lên hoa rồi, về tới nhà bà con mình chơi bông rất là đẹp, rất thơm luôn. Đây, chiều cao của nó nha là 125, tán lá rộng của nó là khoảng 63. Đây cây một cốt lắc tới ngọn luôn nha bà con, sửa tai chi là tứ diện. Đây rất đẹp nha. Hoành thân em đo là 11 yếu nha bà con, tính 10 luôn nha. Đây cây một cốt bông ở đây bà con xem chấm bông này, chấm bông bông rất là gọn luôn nha. Đây loại này là siêu bông, rất là đẹp. Bông đó đây quặt xuống chùm chùm luôn. Rồi cái này cũng có giá là 900 ngàn thôi nha bà con. Đây 900 ngàn đồng bao vào cái ship toàn quốc cho mình luôn nha. Đây. Đến với mã số 3 T. Đây là một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Cây này là một nó liền một bệ. Đây cây đặc cho bà con, không hề bị lũa hay bọng chỗ nào luôn. Đây bảo đảm cho bà con mình luôn nha, hàng này là hàng khai thác, cây đã sống tốt khỏe rồi nha bà con. Đây nó liền một bệ nha, chứ không phải là nó bị bọng gì trên bộ, cây đặc luôn nha. Cái này về bà con mình kiểm tra bảo đảm mình luôn, không hề bị lỗ hay bọng. Đây tổng hoành bệ này của nó nha là 140, đây gần 150 luôn, 140 luôn nha, rất là to khủng nha bà con. Chiều cao đi anh. Rồi chiều cao của cây là 62. Loại này về bà con thường ta ghép bằng lăng nhỏ, ghép mà từng nguyên chơi rất đẹp, từng nguyên huyết long hoặc là bạc đông nha bà con, hoặc là mình để nguyên thủy mình chơi cũng vẫn đẹp luôn loại bằng lăng này nha. Đây cái này rất to và nặng nha bà con. Rồi giá của nó là 1.700.000 đồng bao gói ship toàn quốc luôn nha. Đây chỗ này. Rồi rồi đến với mã số 4 nha bà con, cũng là một cây bằng lăng hoa tím đá nhỏ nha, 4T nha bà con. Đây 4T da ổ nha. Cây này thì nó dạng cụm rừng nhưng mà nó liền nguyên một bệ. Đây cái cây này có cái dáng gió lùa sẵn dòm rất là đẹp nha. Đây chiều cao của cây là 62, tán ngang này khoảng 70 nha. Đây đâu cũng hoành bệ nữa, tổng hoành bệ là 107, tính 100 nha, rất là to nha bà con. Cây này thì có cái dáng háng giờ dế cái dáng này dòm rất là đẹp nha. Đây cây thì liền lạc luôn nha, không hề bị một bọng nha, cây rất là duyên nha bà con.
Đây giá của nó cũng rất là yêu thương luôn nha, 1.700.000 đồng bao gồm cái ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Cây rất là lớn. Cái này đều rất là nặng nha. Rồi đến với mã số 5. Năm là một cây bằng lăng luôn nha, 5T. Đây cây dạng cụm rừng nha bà con. Đây cây đã sống tốt khỏe thì bà con mình về trồng cứ yên tâm. Sức sống nó rất là mạnh nha. Gọi bằng lăng này bà con mình rất là dễ trồng nha bà con. Đây bà con cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại để em tư vấn thêm nha. Nếu bà con mình chưa hiểu về cách trồng xử lý đó nha. Rồi. Chiều cao của nó là 58 nha. Tán lá rộng là 70. Tổng hoành của nó là 120 nha. 120. Đây rất đẹp luôn nha. Loại này về thì bà con mình yên tâm đi, mình trồng đi, em tặng cho bà con một cây bằng lăng thì có một bịch thuốc kèm theo nha. Về bà con mình tưới cho cây nó mau sống và mau phát triển luôn. Vì mày sẵn tiện mình hướng dẫn bà con cách chăm luôn. Loại thuốc đó về thì bà con mình yên tâm cứ để trong mát mình tưới nước thôi. Khi mà nữa em sẽ gói thì kèm theo những cây bằng lăng nha bà con, chỉ có bằng lăng thôi nha. Đây bằng lăng dễ sống mà mình kích thêm một loại thuốc đó thôi mà kích rễ. Bao lâu mình tưới một lần anh? Loại đó thì 2-3 ngày hoặc là mỗi ngày mình tưới cũng vẫn được, một bịch nó mình tưới được 5-7 lần. Rồi đây là mã số là 5T nha. Cây này thì giao lưu bà con giá 1.600.000 đồng bao gói ship luôn nha. Cây đã sống khỏe nha bà con. Đây. Rồi mã số 6T. Đây cây một cốt đặc luôn nha bà con. Một cốt đặc luôn nha. Cây này không hề bị bọng nha. Cây này là thiên nhiên tạo hóa luôn chứ không hề bị bọng như thế nào. Nó từ lúc là thiên nhiên tạo nó đã như vậy rồi nha. Đã làm chồi sống tốt khỏe luôn. Chiều cao của nó nha là 55. Đây. Tổng hoành bệ này của nó là 115. Rất là to nha bà con. Củ đặc luôn nha. Cái này là củ đặc nha. Đây rất khủng. Mã 6T. Mấy cây này đều nặng khoảng từ 5-60kg trở lên nha bà con, chứ không hề nhẹ nha. Đây cây đã sống tốt khỏe rồi nha. Rồi cây này thì giao lưu với bà con, giá của nó là 1.500.000 đồng thôi nha. Đây 1.500.000 đồng bao gồm phí ship luôn. Rồi đến với mã số 7T là một cây ổi xẻ nha, dáng hình nghệ thuật rất đẹp luôn. Đây, chiều cao của nó là 30, tán lá rộng là 47 nha. Hoành thân em đo vị trí này là 15, cây là hàng thuần chậu nha bà con. Cây dáng dầm nghệ thuật rất đẹp luôn. Bộ đế cũng rất là nở luôn nha bà con. Giá là 1.300.000 đồng bao phí ship bao gồm chậu cho mình luôn. Giá rất là yêu thương. Đây, luôn. 1.300.000 thôi, rất là rẻ nha. Rồi em còn một cây Sigo nha. Mã số 8T. Cây Sigo này cũng đã cho qua và trái lên rất rộ rồi nha. Đây là hàng này, là mùa này là mùa của nó nha. Chiều cao của nó là 100. Rồi tán rộng này của nó là 75 nha. Cây này có nồi đế rất là khá nha bà con. Đây. Hoành cũ của nó là 15 nha bà con, hoành cũ 15. Nguyên củ đế luôn nha. Đây để nó để chài luôn rất đẹp, đang cái bông và trái luôn nha bà con. Rồi giá là 700.000 bao gói ship toàn quốc luôn nha. Đây 700.000 đồng thôi. Rồi tiếp theo là mã số 9. Đây mã số 9T. Đây một cây chuỗi ngọc hình chậu rất là đẹp luôn. Đây bông và trái cũng đang lên rất là gọn luôn nha. Cây là hàng hình chậu cho bà con mình. Bông là tím cây luôn nha. Chuỗi nó lên là đỏ cây hết luôn. Rất là đẹp nha. Quay chậm chậm thôi anh nha. Đây mặt bông và trái nha bà con. Chiều cao của nó là 130, tán rộng là 130 luôn nha. Này nó trừ hao cho bà con mình hết rồi. Cây này đang lên bông trái rất là lộ. Đây chuỗi ngọc rất đẹp nha. Vành này em đo của nó là 15, vành 15 thôi nha. Bộ đế thì khỏi chê luôn, đế nơ một bạch luôn. Đây đế đều 24 giờ luôn. Đây thằng co dán lắc luôn nha bà con. Đây, rất là đẹp tốt nha. Cây này thì gì nó già lắm nha bà con. Giá là 1.200.000 đồng bao phí ship toàn quốc luôn nha. Thì giá là yêu thương cho bà con mình trẻ chơi. Rồi đến với mặt lá số là 10T. Đây một cây ergo nữa nha. Dáng bay rất đẹp nha. Chiều cao là 10, tán rộng là 38. Hoành của nó là 8 nha. Ergo đang lên bông nha. Cây thì dáng bay lắc rất đẹp nha bà con. Đây dáng thế đây, đồng lộn luôn nha. Lượng dáng bay. Rồi mã số 10T cây ergo cho lưu bà con giá 500.000 thôi nha, bao gồm chậu luôn. Rồi đến cái mã 11T là một cây mai chiếu thủy nu gò công luôn. Đây nu đột biến đó nha bà con.
chiều cao này của nó nha, 45, tán rộng 50 nha. Thân thì em đo là 20, thân là 20 nha, con đu đều thân hết rồi nha. Cây hàng thần chậu nha. Giá của nó có 450.000 thôi nha bà con. Đây giá rất là mềm cho bà con mình chơi luôn. Hàng này đã vô dây chỉnh sửa sẵn rồi. Về bà con mình chủ yếu nuôi thêm thời gian nữa thôi nha. Đây nó nuôi từ gốc tới ngọn luôn. Chiều cao của nó là 42, tán rộng 46 nha. Đây. Vành này em đo là 17. Vành 17 nha bà con. Mã số 12T. Đây nu là đột biến như nu đột biến luôn nha. Giá có 450.000 thôi. Cái này để đều 24 giờ luôn nha bà con. Đây 450 bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Rồi đến với mã số 13T. 13T là một cây sam trái nha. Rất là đẹp. Đây cây sam trái này rất đẹp nha bà con. Cây đã vô dây chỉnh sửa sẵn hết rồi nha. Phơm rồi. Dán là dán đổ nha, dán bán đổ. Đây, bảo đảm cho bà con mình sam trái nha. Chiều cao 48, tán rộng này là 80, đế nôm luôn nha. Hoành thân em đo là 11 nha bà con. Đây nguyên nhồi đế, đây nôm rất đẹp nha. Đây rất đẹp luôn, sam trái nha. Còn có một cây một nha bà con. Cây duy nhất thôi, giá của nó 1.500.000 đồng, bao phủ ship toàn quốc luôn nha. Hàng này thì cũng khó kiếm, hàng già mà to mà được tàn ấm bệnh nha bà con. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo thì em có một cặp mai chiếu thủy, nhưng mà độc lạ của nó là mai chiếu thủy Thái nha bà con, chứ không phải loại mai chiếu thủy của mình nha. Hàng này là hàng của Thái siêu bông. Đây. Đây rất là đó cao nha bà con. Là lá bầu nha, nhưng mà bông của nó là cái bông nó nở giống như là bông mai chứ nha bà con, bông cúc mai vậy đó nha. Bông là đang lên là trắng cây luôn. Để em quay một vòng sau bà con mình quay bông vô cho bà con mình xem cái mặt bông nó như thế nào nha. Mình cho thông số trước đi anh lại ơi. Đây này là dán tàng thông thực hiện nha. Chiều cao của nó là khoảng là 180 nha bà con. Cái này cũng rất cao nha. Tán ngang này của nó nha, tán ngang là 110. Em này có một cặp duy nhất thôi. Loại này là loại siêu bông. Hoa nở trắng cây hết đây. Rồi nha bà con, nụ rất cây là nhiều luôn. Đây em đang quay mặt bông kỹ với bà con coi, nó rất là lạ nha. Đây cái bông của nó giống như là bông cúc mai nha bà con. Giờ rất là đẹp nha, đây bà con xem đây. Giống như bông cúc mai vàng mình luôn. Bông tròn và nhiều cánh nha. Loại này nó rất là nhiều cánh, rất là thơm. Nụ thì nó đang ra là khoảng 100% luôn, nó đang đưa nụ xuống nha. Đây. Đây những cái mâm của nó bà con xem kỹ từ trên, bông nó lớn xuống rất là đẹp nha bà con. Đứng gần mà mùi rất là thơm nha. Hàng này là một cốt rất đọt luôn, ta sửa tai chi tứ diện hết rồi. Đây. Đầu bạch thân luôn. Thân này em đo của nó là 22. Sát cổ đế nha bà con. Đây 22 nha. Nhích lên trên xíu đi anh lại. Đây trên này thì nó cũng khoảng là 18. Trên đây 18 nha. Đây. Cây khá là tai to. Chi là bắt mâm mâm dần rất đẹp nha bà con. Cái này bà con mình ở nhà mình để giúp cửa nhà một cặp mình chơi là rất là đẹp luôn. Nó độc lạ, cái loại bông của nó là không giống bông mai chú thủy đâu của mình nha bà con. Dần kỹ nó trắng lên dần rất là đẹp. Đây quay dưới giờ lên đẹp nha. Giống như bông cúc mai nha. Rồi báo giá luôn anh Lợi ơi. Cây này thì giao lưu bà con giá 2.800.000 đồng nha. 2.800.000 đồng một cây nha, để xuống đây. Có một cặp thôi, rất là đẹp nha bà con. Đây giá quá rẻ luôn nha bà con, bông bao bông cho bà con mình luôn, bông trắng lên giờ rất là đẹp nha. Cái này chiều cao cũng tương đương thôi, 180 nha, tán rộng là cũng khoảng 110, nó cũng thể có trên luôn nha, nhưng mà em đã đo chiều cao đó rồi. Đây bông ở đây, bông dầm rất là kỹ, dầm bông nó đang xỏ xuống rất là đẹp nha. Đây mặt bông nó giống như là bông cúc mai vàng mình luôn. Quá nhiều bông luôn nha bà con. Rất là đẹp mắt nha bà con. Nhìn rất là đẹp mắt luôn. Bông trắng cây. Đây. Đo hoành luôn. Hoành này của nó nha là 22. Đây hoành này 22 nha. Đây cây là hai cây chậu hết luôn. Một cặp này nó tương đương giống giống nhau nha bà con. Cặp là song song với nhau đó bà con ơi. Rất đẹp luôn nha, này là da đen nha. Rồi cũng có giá là 2.800.000 đồng luôn nha. Bao gồm cái ship toàn quốc cho bà con mình luôn.
Đây, cái mai chiếc thấy này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay nha. Thì em cũng xin mến chào bà con. Thì em cũng xin hẹn bà con lại clip sau nha. Chúc bà con một ngày lễ thật là nhiều vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào. Dạ, xin trân trọng mến chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh Bonsai Lợi Nguyên chúng em nha. Giờ lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày nha bà con. Mến chào và tạm biệt ạ.